đưa siêu phẩm của mình cho bé Aika xem, bé khá là ngạc nhiên, bảo sao quả chú vừa to vừa dài mà lại lắm lông thế. Mình bảo chú mới hái được một siêu phẩm này, tuy lông gai nó có hơi nhiều một chút nhưng mà chắc ăn vẫn còn ngon. Mà phải công nhận không hổ danh là cây mầm gai, bởi vì nó có gai rất nhiều như vậy nhưng mà ăn vẫn ngon, vẫn ok. Hôm nay vẫn còn tiếc cái mớ rau ngon mà ngày hôm qua mình tranh thủ đi hái, không may gặp ông giám đốc bắt gặp ngay tại vườn. Anh thợ cắt cỏ nghèo thích sống ảo và hay báo thủ nhật, xin chào tất cả các bạn nha. Cách đây khoảng hơn 2 ngày trước, ông tới thì thấy mình đang hái loại hoa này về ăn. Hôm nay tranh thủ giờ làm, tranh thủ giờ kêu kê, mình giải lao một chút này cũng đi hái cây này về ăn. Mình đang cặm cụi hái rau dại thì ông ở đâu bất ngờ tới, ông mang cho mình nguyên một túi bóng rau củ. Không biết cái củ gì đây mà nó lạ quá, không biết ăn như thế nào nữa. Ông về vội quá nên mình chưa kịp hỏi ăn củ này như thế nào. Mình vừa test thử thì thấy nó có vị ngọt ngọt giống y như ăn củ đậu ở Việt Nam mình. Không biết cái củ này bây giờ dùng để xào nấu hay là để ăn sống hay là làm để gia vị nước chấm nữa. Wow, những củ đậu, củ đỗ siêu to khổng lồ. Không biết củ đậu gì mà giống to thế nhỉ? Chắc nó phải to gấp 3 ngón tay cái của mình. Hôm nay ông lại mang rau với củ cho thằng cháu thế này. Chắc là ông lại nghĩ thằng cháu tiết kiệm không dám mua rau ở siêu thị đây. Mà suốt ngày thấy thằng cháu đi hái rau mọc dại ngoài vườn về ăn. Mà ông không có biết là thằng cháu không phải là không có tiền mua rau ở trong siêu thị để ăn. Cháu hái rau dại mọc ở ngoài vườn chủ yếu là để trải nghiệm cái cảm giác thích thú sau những giờ lao động mệt mỏi. Và quan trọng nhất là những loại rau này nó rất là ngon, ở trong siêu thị Nhật Bản nó không có bán. Arigato, cháu cảm ơn túi bóng rau và củ của ông nhiều nha.